chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch 2024, người tuổi Mậu Tuất sinh 1958, hết cơn bỉ cực tới hồi Thái Lai. Ăn ở phúc phận trời thương Phật độ, số mệnh giàu sang phú quý, ôm về 10 tỷ gửi ngân hành, an nhàn hưởng phúc cuối cuộc đời. Quý khán giả thân mến, khi nhắc đến những tháng đầu năm 2024, không ít cô bác đã phải đối mặt với những thử thách không nhỏ, công việc có phần bấp bênh, tài chính gặp khó khăn và sức khỏe không như mong đợi đã khiến nhiều cô bác cảm thấy lo lắng. Sự căng thẳng và những khó khăn trong gia đạo cũng khiến tâm trạng thêm nặng nề. Tuy nhiên, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này chính là một dấu mốc quan trọng mang lại sự thay đổi tích cực. Vận trình sự nghiệp của cô bác sẽ có bước tiến rõ rệt với cơ hội thăng tiến và sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ về tài chính. Thần tài sẽ mỉm cười, mang đến những cơ hội làm ăn thuận lợi và sự ổn định trong nguồn thu nhập. Gia đạo và mối quan hệ gia đình cũng sẽ có sự hòa thuận hơn, sức khỏe có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Liệu cô bác có thể tận dụng được những cơ hội này để cải thiện cuộc sống của mình, làm thế nào để vượt qua những thử thách còn lại và đón nhận những điều tốt đẹp đang đến gần? Hãy cùng khám phá trong video này để xem nửa đầu tháng 9 âm lịch sẽ mang lại điều gì đặc biệt cho tuổi Mậu Tuất nhé. Cuộc đời của người tuổi Mậu Tuất sinh 1958 là một hành trình dày đặc những câu chuyện cảm xúc và bài học quý giá. Nếu bạn đã từng gặp một người tuổi Mậu Tuất, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy sự chân thành và nhiệt huyết trong họ. Họ là những người sống rất thật với bản thân và với mọi người xung quanh, không thích giả dối hay phô trương. Những người này luôn biết trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống, từ những điều nhỏ nhặt cho đến những sự kiện lớn lao. Với bản tính cởi mở và thân thiện, người tuổi Mậu Tuất thường dễ dàng kết nối với mọi người. Họ có khả năng tạo dựng và duy trì các mối quan hệ bền chặt. Sự chân thành của họ thu hút nhiều người, điều này giúp họ xây dựng một mạng lưới bạn bè và đồng nghiệp vững mạnh. Tuy nhiên, đôi khi chính sự tin tưởng và cởi mở đó lại khiến họ phải đối mặt với những tổn thương. Người tuổi Mậu Tuất rất nhạy cảm với những gì xảy ra xung quanh mình và họ thường dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác. Cuộc đời của Mậu Tuất không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, họ đã phải trải qua không ít khó khăn và thử thách. Sự kiên nhẫn và bền bỉ chính là những phẩm chất giúp họ vượt qua mọi cản trở. Họ không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, dù cho cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu. Với họ, mỗi thất bại chỉ là một bài học quý giá và mỗi khó khăn đều mang đến cơ hội để họ trưởng thành hơn. Điều này khiến cho người khác phải nể phục và cảm thấy khâm phục. Ngoài ra, Mậu Tuất còn có sự nhạy bén và thông minh trong công việc. Họ thường nhìn thấy những cơ hội mà người khác không thể thấy. Sự sáng tạo và khả năng phân tích vấn đề giúp họ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng gặp phải áp lực lớn từ công việc. Điều này có thể khiến họ cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Dù vậy, họ luôn tìm cách để tự động viên bản thân, nhắc nhở mình rằng mọi thứ đều có thể vượt qua nếu họ giữ vững niềm tin. Trong tình yêu và gia đình, người tuổi Mậu Tuất là những người rất chu đáo và tận tâm. Họ sẵn sàng hy sinh bản thân để mang lại hạnh phúc cho những người mình yêu thương. Sự quan tâm và chăm sóc của họ giúp cho gia đình luôn tràn đầy yêu thương và ấm áp. Họ là người bạn đời đáng tin cậy, người cha, người mẹ luôn quan tâm đến con cái, luôn lắng nghe và đồng hành cùng chúng trong từng bước đi. Trong mối quan hệ gia đình, có lúc sóng gió cũng xảy ra. Mậu Tuất bất đồng giữa các thành viên là điều khó tránh khỏi. Có thể là những bất đồng trong quan điểm sống hay đơn giản là sự thiếu hiểu biết lẫn nhau. Những lúc như vậy, Mậu Tuất lại phải gánh vác nỗi buồn, chịu đựng sự im lặng của những cuộc cãi giả và tìm cách hàn gắn tình cảm. Họ biết rằng sự hòa hợp trong gia đình là điều quan trọng nhất và họ không ngại hát sinh cái tôi của mình vì điều đó. Với những người lớn tuổi, sức khỏe là một nỗi lo lắng lớn. Thời gian trôi qua, cơ thể không còn dẻo dai như trước, bệnh tật có thể ghé thăm bất cứ lúc nào. Nỗi lo về sức khỏe và chi phí y tế có thể khiến Mậu Tuất cảm thấy căng thẳng những ngày mà họ phải thường xuyên khám sức khỏe. Đối diện với những kết quả xét nghiệm không như mong đợi là những khoảnh khắc khó khăn mà không ai muốn trải qua. Nhưng trong tất cả những khó khăn đó, người tuổi Mậu Tuất luôn biết tìm ánh sáng ở cuối con đường. Họ có một niềm tin vững chắc vào bản thân và những giá trị mà họ đã xây dựng trong suốt cuộc đời. Họ không ngại làm việc chăm chỉ và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Có thể cuộc sống không như ý, nhưng họ luôn giữ vững niềm tin rằng ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng hơn. Mỗi khó khăn mà họ trải qua đều mang lại một bài học quý giá. Họ học cách kiên nhẫn, học cách yêu thương và thông cảm. Họ hiểu rằng
Chính những vấp ngã sẽ giúp họ đứng lên mạnh mẽ hơn. Và khi nhìn lại những chặng đường đầy gian truân, lại chính là những bước đệm dẫn đến những thành công trong tương lai. Cuộc đời của Mậu Tuất với tất cả những khó khăn vất vả và trông gai chính là một hành trình đầy ý nghĩa. Đó là hành trình của những người không ngại khó, không ngại khổ và luôn tìm kiếm ánh sáng ở những nơi tối tăm nhất. Hãy cùng chúc cho người tuổi Mậu Tuất, những người đã trải qua không ít sóng gió, sẽ tìm thấy được bình yên và hạnh phúc mà họ xứng đáng có được. Nửa đầu tháng 9 âm lịch này, khi tài lộc có cơ hội đến gần hơn, người tuổi Mậu Tuất sẽ càng cảm nhận rõ hơn giá trị của những gì họ đã gặt hái. Từ những nỗ lực trong quá khứ, cuộc sống đầy khó khăn và thử thách đã giúp họ trở thành những người mạnh mẽ và kiên cường. Hãy cùng nhau chúc cho người tuổi Mậu Tuất một tương lai tươi sáng hơn, nơi mà những giấc mơ trở thành hiện thực, nơi mà hạnh phúc và thành công luôn đồng hành bên họ. Cuộc đời của người tuổi Mậu Tuất sinh 1958 không thiếu những thăng trầm, khó khăn và vất vả. Họ đã phải trải qua không ít chông gai thử thách, để rồi từ những trải nghiệm ấy, họ trưởng thành và trở thành những người vững vàng hơn. Khi nhắc đến những người này, ta không thể không nhắc đến sự kiên cường và bền bỉ mà họ đã thể hiện. Nhìn lại những năm tháng vừa qua, có lẽ không ít lần Mậu Tuất đã cảm thấy mệt mỏi trước những áp lực cuộc sống, có những lúc công việc không như ý, khiến họ phải đối mặt với những quyết định khó khăn, những khoản nợ chồng chất, sự không chắc chắn trong thu nhập, khiến cho cuộc sống trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Áp lực từ gia đình, từ công việc, từ chính bản thân tạo ra một gánh nặng tâm lý mà đôi khi họ không biết chia sẻ cùng ai. Điều đáng nói, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Mậu Tuất luôn chọn cách đối diện thay vì chối bỏ. Họ hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi, và khó khăn chỉ là một phần trong hành trình trưởng thành. Họ đã phải làm việc vất vả, thậm chí hy sinh những giấc mơ cá nhân để lo cho gia đình. Những đêm dài thức khuya, những sáng sớm dậy sớm, họ đã trải qua tất cả với một tâm thế lạc quan. Họ tự nhắc nhở mình rằng mọi nỗ lực sẽ không vô nghĩa, và những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai kiên trì. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Nửa đầu tháng 9 âm lịch này hứa hẹn sẽ mang đến cho người tuổi Mậu Tuất một bức tranh đa sắc màu với nhiều cơ hội và thách thức đang chờ đón. Đây không chỉ là thời điểm để bạn gặt hái những thành quả từ những nỗ lực và quyết tâm trong quá khứ, mà còn là giai đoạn mở ra cánh cửa mới cho những thay đổi tích cực trong cả công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Đặc biệt, nửa đầu tháng 9 âm lịch sẽ mang đến cho bạn nhiều may mắn như một phần thưởng cho những vất vả đã qua. Những trở ngại mà bạn đã từng phải đối mặt giờ đây sẽ được xóa bỏ, nhường chỗ cho những điều tốt đẹp hơn. Hãy sẵn sàng mở lòng và đón nhận những điều kỳ diệu từ cuộc sống, bởi mọi nỗ lực của bạn đều xứng đáng nhận được thành quả. Từ đây bạn có thể vươn tới những đỉnh cao mới, biến những ước mơ và khát vọng thành hiện thực. Vì vậy, thời điểm này không chỉ đơn thuần là một khoảng thời gian trôi qua, mà còn là một cơ hội quý báu để bạn khẳng định bản thân, tiến gần hơn đến những mục tiêu mà bạn đã đặt ra. Hãy tự tin vào quyết đoán, bởi những điều tốt đẹp đang chờ đón bạn, và bạn chính là người có khả năng làm chủ cuộc đời mình. Trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này, bạn sẽ cảm nhận được một nguồn năng lượng dồi dào, thúc đẩy bạn tiến bước mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những cơ hội mới sẽ không chỉ xuất hiện ngẫu nhiên, mà còn mang theo một sức mạnh tiềm tàng, khiến bạn dễ dàng nhận diện và nắm bắt. Hãy nhớ rằng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thái độ chủ động chính là chìa khóa để biến những cơ hội này thành những thành công. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch. Nửa đầu tháng 9 âm lịch hứa hẹn sẽ là một giai đoạn đầy triển vọng và thuận lợi cho sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất. Đây chính là thời điểm mà bạn có thể khởi động những dự án mới, hoặc nhận được những lời mời hấp dẫn để tham gia vào những công việc có ý nghĩa, góp phần phát triển bản thân cũng như cộng đồng. Những nỗ lực và sự kiên trì mà bạn đã đặt ra trong thời gian qua sẽ bắt đầu được đền đáp một cách xứng đáng. Bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và sự tự hào khi nhìn thấy những kết quả tích cực từ những gì mình đã dày công xây dựng. Tuy nhiên, trong những ngày đầu thời điểm, hãy cẩn trọng với các mối quan hệ trong công việc. Trên thực tế, việc giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và cấp trên
là một yếu tố quan trọng để giữ vững bầu không khí làm việc. Có thể xảy ra một vài hiểu lầm nhỏ, nhưng đừng để điều đó làm bạn nản lòng. Nếu bạn giữ được thái độ bình tĩnh và biết cách giao tiếp một cách khéo léo, mọi vấn đề sẽ sớm được giải quyết. Đôi khi chỉ cần một câu nói chân thành hay một chút cảm thông cũng có thể tháo gỡ những khúc mắc mà bạn đang gặp phải. Giữa thời điểm khi những cơ hội mới bắt đầu xuất hiện, hãy tự tin trình bày ý tưởng của mình. Đây là thời điểm vàng để bạn chứng tỏ khả năng lãnh đạo và tài năng của bản thân. Đừng ngần ngại thể hiện cái tôi của bạn, bởi đây chính là cơ hội để bạn tỏa sáng và ghi dấu ấn trong mắt những người xung quanh. Cuối thời điểm, bạn sẽ cảm nhận được sự thăng tiến trong công việc, có thể là một cơ hội thăng chức hoặc tăng lương. Hãy ghi nhớ rằng, sự chăm chỉ và thái độ tích cực không chỉ giúp bạn đạt được thành công cá nhân, mà còn là động lực cho những người khác xung quanh bạn. Vì vậy, hãy luôn giữ vững tinh thần kiên trì với những mục tiêu đã đề ra. Bước vào nửa đầu tháng 9 âm lịch, bạn không chỉ là người đi tìm cơ hội, mà còn là người tạo ra cơ hội cho chính mình. Hãy để sự nghiệp của bạn tỏa sáng và khẳng định giá trị bản thân trong những tháng tiếp theo. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch. Nửa đầu tháng 9 âm lịch hứa hẹn sẽ mang đến cho người tuổi Mậu Tuất nhiều tin vui về tài chính, một sự chuyển mình đáng mong đợi. Đây là thời điểm mà bạn sẽ có cơ hội thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt là từ những khoản đầu tư mà bạn đã kiên trì thực hiện trước đó. Nếu bạn đã có một kế hoạch tài chính rõ ràng và biết cách đầu tư thông minh, thì thời điểm này có thể mang lại những khoản lợi nhuận đáng kể, giúp bạn cảm nhận được sự thịnh vượng đang gõ cửa. Tuy nhiên, trong dòng chảy tài chính này, bản mệnh cũng cần lưu ý đến việc quản lý tài chính cá nhân. Bạn sẽ phải cẩn trọng hơn bao giờ hết để tránh những khoản chi tiêu không cần thiết. Hãy nhắc nhở bản thân rằng, đôi khi sự hào phóng với bản thân có thể khiến bạn phải trả giá trong tương lai, đặc biệt là trong những ngày cuối thời điểm. Khi có thể phát sinh những chi phí bất ngờ, hãy chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó. Sự cẩn trọng và khôn ngoan trong các quyết định tài chính sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định và không gặp phải những rủi ro tài chính không đáng có. Nhìn chung, nửa đầu tháng 9 âm lịch sẽ mang lại cho bạn cơ hội lớn để cải thiện tình hình tài chính. Hãy nắm bắt và tận dụng tốt mọi cơ hội xuất hiện, từ những giao dịch nhỏ lẻ cho đến những khoản đầu tư lớn. Đừng ngần ngại khám phá các lựa chọn mới, bởi có thể có những cơ hội quý giá đang chờ đón bạn ở phía trước. Hãy xem đây là thời điểm để bạn xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc hơn cho tương lai, và để tiền bạc trở thành một công cụ hỗ trợ cho những ước mơ và hoài bão của bạn. Hãy nhớ rằng, tài chính không chỉ đơn thuần là số tiền bạn kiếm được, mà còn là cách bạn quản lý và sử dụng chúng. Một tâm lý tích cực và một cái đầu lạnh sẽ giúp bạn vượt qua mọi thách thức và đưa ra những quyết định sáng suốt trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này. Hãy để tài lộc chảy vào túi bạn và biến những giấc mơ thành hiện thực. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch. Vấn đề sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất trong nửa đầu tháng 9 âm lịch chính là thời điểm mà bạn cần đặc biệt chú ý đến bản thân mình. Có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi do áp lực công việc và những trách nhiệm hàng ngày đè nặng lên vai. Đây không chỉ là khoảng thời gian căng thẳng, mà còn là cơ hội để bạn lắng nghe và chăm sóc bản thân một cách chu đáo hơn. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn, bởi chỉ khi bạn thật sự khỏe mạnh, bạn mới có thể đối mặt với những thử thách trong cuộc sống một cách hiệu quả. Duy trì một chế độ ăn uống hợp lý là điều vô cùng quan trọng. Đặc biệt, hãy chú ý đến việc bổ sung nhiều rau xanh và trái cây vào bữa ăn hàng ngày của bạn. Những thực phẩm này không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng, mà còn làm cho cơ thể bạn trở nên dẻo dai và tràn đầy sức sống. Bạn có thể thử những món ăn mới hoặc tham gia vào việc chuẩn bị bữa ăn cùng gia đình để tạo thêm niềm vui và sự gắn kết. Nếu bạn tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao, đừng quên khởi động kỹ càng để tránh chấn thương. Việc rèn luyện cơ thể không chỉ giúp bạn nâng cao sức khỏe, mà còn là cách tuyệt vời để giải tỏa căng thẳng, mang lại cảm giác thoải mái và hạnh phúc. Hãy chọn những hoạt động mà bạn yêu thích, từ đi bộ, chạy bộ cho đến yoga hay khiêu vũ. Tất cả đều là những cách tuyệt vời để vừa giữ gìn sức khỏe, vừa nuôi dưỡng tinh thần. Nếu cảm thấy bất kỳ dấu hiệu nào lạ thường, đừng ngần ngại mà hãy đến gặp bác sĩ để kiểm tra sức khỏe kịp thời. Việc chủ động chăm sóc sức khỏe của bản thân sẽ giúp bạn phát hiện sớm những vấn đề tiềm ẩn, từ đó có những biện pháp can thiệp thích hợp. Cuối cùng, hãy luôn lắng nghe cơ thể mình,
Chăm sóc sức khỏe không chỉ là việc ngăn ngừa bệnh tật, mà còn là một phần quan trọng để bạn có thể đạt được những mục tiêu khác trong cuộc sống. Đừng quên rằng sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất mà bạn có. Hãy chăm sóc bản thân một cách tốt nhất, để đảm bảo bạn có đủ năng lượng cho những thử thách và cơ hội đang đến gần. Chỉ khi bạn khỏe mạnh, bạn mới có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch. Trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này, chuyện tình duyên gia đạo của người tuổi Mậu Tuất sẽ trải qua một giai đoạn thú vị đầy hứa hẹn và mang lại nhiều niềm vui. Đây chính là thời điểm mà bạn có cơ hội để làm mới lại những mối quan hệ, tăng cường sự gắn kết với người bạn đời. Những ai đã có gia đình sẽ cảm nhận được sự gắn bó sâu sắc hơn với nửa kia, như những sợi dây vô hình ngày càng thắt chặt. Hãy tận dụng thời gian này để dành cho nhau những khoảnh khắc quý giá, cùng nhau thực hiện những hoạt động thú vị như đi dạo, xem phim hay cùng nấu ăn. Những cuộc trò chuyện giữa hai người sẽ trở nên sâu sắc hơn, mang lại cơ hội để hàn gắn những mâu thuẫn nhỏ trước đó, giúp cả hai hiểu nhau hơn và xoa dịu những căng thẳng trong cuộc sống. Nếu bản mệnh đang độc thân, thời điểm này có thể mở ra những cánh cửa mới mang đến cho bạn những cơ hội gặp gỡ người mới. Hãy mở lòng tham gia vào các hoạt động xã hội, nơi bạn có thể kết nối với những người có cùng sở thích. Đừng ngần ngại thể hiện bản thân, vì biết đâu một mối quan hệ tiềm năng đang chờ đợi bạn, có thể thay đổi cuộc sống của bạn theo cách mà bạn chưa từng nghĩ tới. Hãy nhớ rằng, tình yêu không chỉ đến từ những điều lớn lao, mà còn từ những khoảnh khắc nhỏ bé, giản dị nhưng ý nghĩa. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, trong gia đình có thể xuất hiện một số xung đột nhỏ. Những mâu thuẫn này thường xuất phát từ sự khác biệt trong suy nghĩ hoặc áp lực từ bên ngoài. Hãy lắng nghe và thấu hiểu ý kiến của mọi người, cố gắng giữ không khí hòa hợp trong gia đình. Đôi khi chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng hoặc một hành động nhỏ cũng có thể giúp xoa dịu mọi căng thẳng. Tình yêu và sự thấu hiểu sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống. Hãy luôn nhớ rằng, sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình không chỉ được xây dựng bằng tình yêu, mà còn bởi sự tôn trọng và chia sẻ. Khi bạn chăm sóc cho những mối quan hệ này, bạn cũng đang nuôi dưỡng một nền tảng vững chắc cho hạnh phúc của bản thân. Nửa đầu tháng 9 âm lịch này, hãy để tình yêu dẫn lối và tạo nên những kỷ niệm đẹp trong cuộc sống của bạn. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Ngày mùng 4 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này bản mệnh có cơ hội kiếm tiền, ngoài ra còn có cơ hội nhận được quà hoặc trợ giúp về tiền bạc từ người thân và bạn bè, tháo gỡ khó khăn hiện tại, từ đó càng có thêm động lực để kiếm tiền và làm giàu. Ngày mùng 5 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này trong quá trình trao đổi công việc, bạn có thể nhận được rất nhiều thông tin bổ ích để giải quyết những vướng mắc hiện tại, giúp công việc có được đột phá mạnh mẽ. Ngày mùng 6 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này công việc suôn sẻ, được đồng nghiệp giúp đỡ rất nhiều. Cũng bởi thường ngày bạn luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nên khi bạn có khó khăn, đối phương chẳng chút ngần ngại tháo gỡ cùng bạn. Ngày mùng 9 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này nếu bạn có thể tiến hành mọi việc theo kế hoạch của mình, khả năng giải quyết vấn đề của bạn sẽ mạnh mẽ hơn. Hãy chứng tỏ cho cấp trên thấy việc trao cơ hội cho bạn là quyết định đúng đắn của họ. Ngày 11 đầu tháng 9 âm lịch. Hãy buông bỏ những tiểu tiết và nhìn về mục tiêu xa hơn. Bạn có thể đạt được những thành tích lớn lao vượt ngoài mong đợi. Đừng để những thứ vụn vặt cản trở bước tiến của mình. Ngày 14 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh cố gắng thể hiện những điểm mạnh của mình, cũng như những kinh nghiệm mà bản thân đã tích lũy. Bạn có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với người xung quanh. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, tức từ ngày mùng 1 đến mùng 7 nửa đầu tháng 9 âm lịch. Tuần đầu tiên của nửa đầu tháng 9 âm lịch mở ra với nhiều cơ hội tích cực dành cho người tuổi Mậu Tuất, khi những cánh cửa mới bắt đầu hé mở. Bạn sẽ cảm nhận được những tín hiệu tốt lành từ cả công việc lẫn tài chính. Đây là thời điểm mà những nỗ lực, sự kiên trì và quyết tâm của bạn trong suốt thời gian qua bắt đầu được đền đáp xứng đáng. Nếu bạn đã đạt ra những mục tiêu rõ ràng và có định hướng, hãy tự tin và kiên trì thực hiện chúng.
vì đây sẽ là thời điểm mang đến cho bạn những cơ hội để phát triển vượt bậc. Đặc biệt, những cơ hội làm ăn hợp tác hoặc các dự án mới sẽ xuất hiện trong tuần này. Đây có thể là thời điểm quyết định để bạn khẳng định bản thân và xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của mình. Hãy nhớ rằng, thành công không đến từ sự may mắn, mà đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần cầu tiến. Mỗi ngày đều là một cơ hội, hãy nắm bắt và khai thác nó một cách tối đa. Tuy nhiên, trong những ngày đầu, thời điểm bạn cần cẩn trọng với các mối quan hệ trong công việc, có thể sẽ xảy ra một số hiểu lầm nhỏ với đồng nghiệp hoặc cấp trên, khiến bầu không khí làm việc trở nên căng thẳng. Để tránh những xung đột không đáng có, hãy giữ bình tĩnh và giao tiếp một cách khéo léo, lắng nghe ý kiến của người khác và thể hiện sự tôn trọng. Điều này sẽ giúp bạn xây dựng mối quan hệ tích cực hơn. Hãy nhớ rằng, sự chuyên nghiệp và khả năng lãnh đạo là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Giữa tuần, có khả năng bạn sẽ nhận được thông tin tích cực từ cấp trên hoặc khách hàng. Điều này không chỉ giúp bạn tự tin hơn trong công việc, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới. Đừng ngần ngại thể hiện khả năng của mình, hãy để cho sự sáng tạo và nhiệt huyết của bạn tỏa sáng. Chúc bạn một tuần khởi đầu đầy hứa hẹn và thành công. Tử vi tuần thứ 2 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 14 nửa đầu tháng 9 âm lịch. Bước sang tuần thứ 2 của nửa đầu tháng 9 âm lịch, năng lượng tích cực tiếp tục đồng hành với bạn như một làn sóng mới, mang theo những hy vọng và cơ hội. Đây là thời điểm mà bạn có thể thấy rõ những kết quả từ những nỗ lực của mình trong tuần trước. Tinh thần làm việc của bạn sẽ được nâng cao, mang lại động lực mạnh mẽ để bạn tiếp tục theo đuổi các dự án đã bắt đầu. Mỗi ngày sẽ là một cơ hội để bạn khẳng định bản thân và ghi dấu ấn trong công việc. Nếu bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho những cơ hội mới, thì bây giờ chính là thời điểm tuyệt vời để bạn thể hiện tài năng và khả năng lãnh đạo của mình. Đừng ngần ngại tham gia vào các cuộc họp, chia sẻ ý tưởng sáng tạo và đề xuất những giải pháp mới. Hãy để cho những phẩm chất tốt đẹp của bạn tỏa sáng, bởi vì đây là lúc mà mọi người sẽ chú ý đến những đóng góp của bạn. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, bạn cũng cần chú ý đến sức khỏe của bản thân. Áp lực công việc có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, như một chiếc lá rung rinh trước gió. Hãy dành thời gian cho bản thân để thư giãn và nạp lại năng lượng. Việc thực hiện các hoạt động thư giãn như yoga hay thiền sẽ giúp bạn làm dịu tâm trí và cơ thể. Một chế độ ăn uống hợp lý và đủ giấc ngủ cũng rất quan trọng trong thời gian này. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm tốt để bạn làm mới bản thân và tạo ra những kết nối mới trong công việc. Hãy mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội, tham gia vào các sự kiện hoặc hoạt động nhóm, nơi bạn có thể gặp gỡ và kết nối với những người có cùng đam mê và mục tiêu. Những mối quan hệ này có thể mở ra cánh cửa cho nhiều cơ hội mới trong tương lai. Hãy sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp và biến chúng thành hành động cụ thể, bởi thời điểm này đang hứa hẹn nhiều triển vọng cho bạn. Chúc bạn một tuần tràn đầy năng lượng và thành công. Nhìn chung, nửa đầu tháng 9 âm lịch này mang lại cho người tuổi Mậu Tuất nhiều cơ hội và thử thách. Hãy luôn sẵn sàng đối mặt với chúng và chinh phục mọi khó khăn. Cuối cùng, hãy nhớ rằng cuộc sống là một hành trình và mỗi tuần trôi qua đều có những bài học quý giá. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc và chúc bạn có một tuần cuối thời điểm thật trọn vẹn và ý nghĩa. Quý khán giả thân mến, những nút thắt gây ra phiền não cho con người là những nút không thể mở ra được, nên rất phiền phức và đau đớn. Chỉ khi tháo được thì đời người mới đỡ khổ. Đức Phật nói, nếu tháo được chính nút thắt gây ra phiền não này, đời sẽ đỡ vất vả. Một là tâm sân hận. Sân hận là nút thắt gây ra phiền não cho con người. Có ba loại sân hận. Thứ nhất là sân hận người và chúng sinh, thứ hai là sân hận những vật gặp phải, thứ ba là sân hận hoàn cảnh. Có người luôn cho rằng, có người đã khiến mình trở nên như vậy, nên nghiến răng nghiến lợi muốn trả thù người khác, đây chính là hận thù người khác. Có người không thể nghĩ tới vấn đề mình đang gặp phải, thậm chí không muốn sống nữa, đây là sự căm ghét sự vật. Có người đã trải qua chuyện gì đó đau đớn, từ đó trở đi họ không chỉ ghét nơi xảy ra sự việc, mà còn ghét những người ở nơi đó. Đây là sự sân hận đối với một hoàn cảnh. Địa điểm cụ thể, loại cảm xúc này có thể khiến con người làm nhiều điều phi lý và liều lĩnh, nghi ngờ là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt những cảm xúc tiêu cực khác như bất an, tức tối, mặc cảm, tuyệt vọng. Hai là nút thắt tham lam. Nút thắt của lòng tham có thể dẫn đến điều gì? Tham lam chính là một trong chín nút thắt gây ra phiền não cho con người mà nhiều người vẫn mắc phải. Người mang nút thắt này không thể từ bỏ những gì mình muốn và quan tâm rất nhiều đến nó.
Để đạt được điều mình muốn, bạn sẽ làm bất cứ điều gì và dùng mọi cách, mọi thủ đoạn. Vì vậy, bạn sẽ gây ra rất nhiều rắc rối và đặt nền móng cho rất nhiều rắc rối trong tương lai. 3 là lòng kiêu ngạo. Một số người chỉ vượt trội hơn người khác ở một số mặt đã dỗ cho rằng mình hơn người khác về mọi mặt. Tự mãn ăn nói và cư xử kiêu ngạo. Tôi thông minh hơn anh ta và giỏi hơn anh ta. Bạn thấy đấy, anh ta ngu ngốc và không biết gì cả. Điều này không chỉ gây khó chịu cho mọi người, mà còn hạn chế sự phát triển của bạn. Bạn có thể phát triển trong tương lai hay không phụ thuộc vào việc bạn có tấm lòng khiêm tốn hay không. Nếu bạn kiêu ngạo và mất đi nhận thức về lẽ phải và trí tuệ, thì sẽ có ma quỷ điên cuồng xâm nhập vào tâm hồn bạn. Khiêm tốn là nền tảng của mọi việc tốt và kiêu ngạo là nguyên nhân dẫn đến việc ác. Theo quan điểm Phật giáo, do kiêu ngạo, ích kỷ, thiếu hiểu biết mà nhiều chúng sinh thường đoạn ngắn trong cõi người, cõi trời và ở lại cõi ác, Đức Phật dạy tất cả chúng sinh phải tránh xa vô minh, kiêu ngạo và ích kỷ để được tiến vào cõi sống tốt đẹp, nhờ đó giữ cho tất cả chúng sinh thoát khỏi ba cõi ác là địa ngục, súc sinh và ngã quỷ. Một số người cố chấp khăng khăng đi theo con đường riêng của mình, luôn tự cho mình là tốt. Lòng tự cao tự đại không thấy ai hay điều gì cao hơn mình. Đôi khi họ có xu hướng tự thu mình và tự lừa dối bản thân. Trong khi những người quá chú trọng làm nổi bật bản thân lại đề cao quá mức khả năng và tài năng của mình để bớt kiêu căng ngạo mạn. Ta phải học được đức tính khiêm nhường. Phải khiêm nhường thì việc tu hành mới có thể trở nên tiến bộ. Hãy học cách kiềm chế lời nói, ngôn ngữ của mình. 4 là tâm vô minh. Bonaparte từng nói, khi làm việc gì cũng phải tránh xa 4 hành vi phi lý, nếu không bạn sẽ phạm sai lầm. 4 loại hành vi phi lý là gì? Hành động sai trái dựa trên lòng tham, tức là hành động theo cảm tính. Hành động ngược với sân hận, tức là hành động bằng ý chí và tinh thần chiến đấu. Hành động ngược do vô minh, tức là hành động mê mờ. Hành động ngược vì sợ hãi, quá đa nghi, cái gọi là hành động một cách mù quáng, mà không quan sát được hình tướng thực sự của sự vật. Những người như vậy chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Đây là điều mà Đạo Phật gọi là vô minh. 5 là sai sót về quan điểm sống. Người đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu nhất định sẽ trở thành người được dân kính trọng. Người đặt lợi ích tập thể hàng đầu chắc chắn sẽ trở thành người được gia đình, người thân, bạn bè kính trọng. Người đặt lợi ích của mình lên hàng đầu sẽ được người khác yêu thương. Phạm vi xem xét của bạn càng rộng thì số người sẽ tôn trọng và ủng hộ bạn. Vì lợi ích càng nhiều, không nhận biết kết quả của việc làm thiện và tích đức, không tin vào nhân quả, không tin vào đời, quá khứ và vị lai, không tin rằng thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo gọi là tà kiến. Cuộc đời này có được thì ác có mất ác sẽ được. Nếu bạn muốn được yêu thương, thì trước hết hãy yêu thương người khác. Muốn người khác đối xử tốt với mình, trước tiên hãy đối xử tốt với họ. Muốn thành công thì phải biết giúp người khác tiến lên. Giúp đỡ người khác chính là bạn đang gieo trồng hạnh phúc cho mình. 6 là nút thắt nghi ngờ. Xin hãy nhớ rằng, bạn không được mắc căn bệnh nghi ngờ trong cuộc sống của mình. Một khi bạn bị nhiễm bệnh, bạn sẽ không bao giờ vui vẻ hay hạnh phúc nữa. Loại bệnh này có thể xảy ra với bất kỳ ai, kể cả cha mẹ, chồng vợ, bạn bè, trường học, lãnh đạo và xã hội. Một khi loại nghi ngờ này được thiết lập, thì bạn sẽ bị mất lòng tin với tất cả những người xung quanh, chỉ tin mỗi bản thân, ai nói gì cũng phủ nhận. 7 là tự cho mình là nhất. Mọi điều bạn nói và câu trả lời cho những câu hỏi bạn nghĩ đến đều phải có, hoặc không, kể cả giá trị, quan điểm, hành vi của bản thân. Không ai được phép đưa ra bất kỳ ý kiến hay phản đối nào khác. Kiểu xem mọi thứ về bản thân mình là tuyệt nhất, tự xem bản thân như người giỏi nhất. Không ai được cãi lại. Kỳ thực kiểu người này cũng có suy nghĩ tương đương với thành kiến, vì bên trong không có gì nên phải giả vờ có gì đó ở bên ngoài để người ta sợ mình. Nếu người nào sống mà kiêu căng, ngạo mạn, người đó thiếu đi sức hút và gây ác cảm cho những người xung quanh. Người nào sống mà không có hoài bão lớn lao, không dám ước mơ đạt đến đức hạnh, tính chất siêu diệt của các bậc thánh, người này cũng thiếu hẳn một tính chất của con người. Chính kiểu tính cách cho mình là nhất này sẽ khiến con người trở nên cố chấp, chấp nhặt, và điều này sẽ khiến cuộc sống về sau có nhiều khổ đau. Chuyện hơn thua nhau là chuyện bình thường. Ở trên đời có khi ta hơn người, có khi người hơn ta. Sự khoái trá đó gây cho người ta cảm giác hạnh phúc. Nhiều người còn bị ảo tưởng là mình vượt hơn người khác, trong khi thật sự thì thua kém rất nhiều. Con người phải biết học hành khiêm tốn và chân thực. Nếu học cao hiểu rộng mà khinh khi những người xung quanh, tự chúng ta sẽ chuốc lấy nỗi khổ, mất đi dần hào quang. 8 là nút thắt ghen tị.
Tâm lý này là yếu tố cơ bản nhất gây ra sự bất hạnh của chính mình. Thế giới rộng lớn như vậy, tại sao chỉ mình tôi làm được việc này mà người khác lại không làm được? Khi bạn theo đuổi hạnh phúc và niềm vui thì bạn cũng phải để người khác theo đuổi hạnh phúc và lợi ích nữa chứ. Hơn nữa, hôm nay bạn sẽ nhận được nhiều hơn, ngày mai người ấy sẽ nhận được nhiều hơn, ngày mốt bạn sẽ nhận được nhiều hơn. Đây là chuyện đến rồi đi và không tuyệt cố định. Vì vậy là người bạn phải có tư tưởng cởi mở và không được hẹp hòi. Nếu không, cuộc sống của bạn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Phật dạy không sai, đáng thương nhất là những kẻ tự ti, những người không đủ niềm tin vào cuộc sống, chính mình ngờ vực khi được đối xử tốt, ghen tị khi thấy người khác sống tốt hơn mình. Bản thân họ cảm thấy mình không xứng đáng được đối xử tốt, hay chính vì không dám sống thật lòng với ai, nên họ không dám sống trong cảm giác an toàn. Dù ở gì thế nào thì con người vẫn bình đẳng như nhau, ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Không thể so sánh ai cao ai thấp, nhưng nếu như ai đó cảm thấy ghen tị, tức là họ đã tự hạ thấp mình trước người khác. Chính là keo kiệt. Thực tế, nếu mọi người muốn nhận được nhiều hơn, họ phải học cách cho đi. Nếu bạn miễn cưỡng buông bỏ cái này hay cái kia, thì sẽ không được cái gì cả. Khi ai đó làm từ thiện cho người khác, thì họ sẵn lòng làm. Nhưng khi việc đó ở trước mặt bạn thì họ lại không muốn từ bỏ, vì bạn không thể buông anh ấy ra được. Vì vậy, chúng ta phải học cách thoát khỏi tính keo kiệt này. Học đạo Phật không phải là để được cái gì, mà là để học cách buông bỏ. Vì vậy, trước hết chúng ta phải siêng năng bố thí để bỏ thói tham lam. Người trong tâm lúc nào cũng tham lam, keo kiệt thì nghèo khó sẽ không bao giờ rời ra. Không làm việc thiện, không có phúc đức thì sớm muộn cũng hết phước, gặp nhiều tai họa. Bố thí không phải tính số lượng vật chất, mà tính bằng tấm lòng chân thành. Cho nên dù không có một xu, bạn vẫn có thể bố thí và nhận được phước lành lớn lao. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.